Chào các bạn, hôm nay Mai Quy xin giới thiệu các bạn. Đây là cây phi điệp. Nhưng mà đây là cây phi điệp của Thái Lan nha các bạn. Ở trong Nam á, thì mình cũng giải thích xíu xíu về cây phi điệp với cây giả hạt. Thì trong Nam á, thì không có khái niệm cây phi điệp. Trong phương Nam nó chỉ có là gọi là cây giả hạt thôi. Thì trong sách vở thì mình thấy cũng ghi là cây giả hạt, chứ cũng không thấy ghi là cây phi điệp. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì đa số là dùng từ phi điệp, nhưng mà họ đưa ra cái cây phi điệp thì lại đưa ra là cây giả hạt đó, thành ra là mình cũng không biết thế nào. Thì thường hay gọi là ở ngoài Bắc gọi là phi điệp, thì mình trong đây nói là đó là cây giả hạt, còn trong đây là cây bán gọi là cây phi điệp Thái Lan. Thì các bạn thấy cái này là mình cũng từ cái dịch từ bên từ Thái qua, thì cây của nó là cái bộ lá rất là mềm mỏng, nó mềm mỏng mà thân của nó lại to bự. Nó không có giống gì với cây giả hạt của Việt Nam hết. Chúng ta có thể trồng thông và trồng đứng đều được hết. Và đặc biệt là cây này là cây màu vàng, bông tròn, nở dọc theo thân từ trên xuống dưới rất là ấn tượng. Các bạn có thể xem cái hình bông mà mình post ở đầu video. Thì cái cây phi điệp này hiện tại bây giờ nó là hàng Thái, không phải là hàng của xứ lạnh ngoài Bắc, rất là dễ bông các bạn. Hiện tại các bạn thấy nó đang vào mùa bông rồi, nó đang nứt hàng loạt đây nè. Cây này nhập từ Thái về nha bạn, mới nhập về trong vòng khoảng tháng này rồi, bông tự nhiên ra nha các bạn, tự nhiên chứ không phải là mình phải can thiệp bằng phân thuốc gì hết. Cái này mà các bạn mà dùng chích vô nữa thì thôi, nó ra bông cực kỳ nhiều luôn, tại vì thân nó đang mập đẹp lắm. Nhưng mà chúng ta để tự nhiên thì bông nó đang ra tự nhiên. Thì cái này là bông của nó là màu vàng ha, màu vàng và bông tròn đẹp và vàng đậm rất là ấn tượng, chứ không phải là màu vàng nhạt. Thì chúng ta có thể xem hình bông kỹ lưỡng. Về cây thì rất là dễ trồng, nó nhìn sơ nhiều khi chúng ta tưởng nó như là cây đem mùi xuân các bạn. Đây, thân nó giống như đem mùi xuân vậy đó, nhưng mà bộ lá là hoàn toàn không phải các bạn ha, bộ lá không phải. Nên công ty mình đang gọi cây này là cây phi điệp Thái Lan. Đây là một cái giống dành cho miền Nam chúng ta chơi rất là hay, tại vì thường chúng ta chỉ biết phi điệp ngoài Bắc thôi, nhưng mà thường chúng ta chơi thì nó lại không có bông. Thì ở đây là cây phi điệp Thái Lan, xứ nóng, rất là dễ bông và dễ trồng. Chúng ta thấy trồng bất cứ cái gì, chúng ta thấy không, cây này là 3 thân 4 thân ở trong một chậu, mà chúng ta trồng có chút xíu cái sơ dừa thôi, chút xíu vậy thôi, mà cây lan phát triển rất là mạnh khỏe, vượt bậc, mập đẹp. Cứ tưởng tượng giò này năm sau mà chúng ta thay cái chậu gấp đôi cái chậu này thôi. Cái này qua cái chậu cỡ sòi 18 vậy thôi. Thì cây đẹp lắm, cây chắc phải là dài 1 mét. Còn nếu ta dùng kích ki hay là gì đó để ra bông thì thôi, bông của nó sẽ từ trên xuống dưới rất là đẹp và ấn tượng. Đây là một cái dòng lan của Thái Lan mới, mình bán lan cũng bao nhiêu năm rồi, thì mình cũng canh cây này cũng khá từ lâu. Bây giờ mình mới thấy, thì lúc trước thì ví dụ như là cây như là cây hoàng thảo kèn á, là mình cũng canh từ lâu, giờ sau này mới có hàng. Thái Lan nó làm lại thì lâu bây giờ mới có hàng, bây giờ cũng hết hàng lại rồi. Thì đây là cây phi điệp, thì mình thấy Thái Lan lúc trước mình có biết làm nhưng mà chưa ra giống, nhưng bây giờ mình thấy là bắt đầu là nó đã có giống xuất ra. Thì mình muốn với Mai Quy giới thiệu các bạn trong đợt này chúng ta mua về chơi, và đặc biệt là cây đang đóng ngọn và đang chuẩn bị ra bông hết các bạn ha. Đang các bạn thấy đang nhú cửa bông hết, thì chúng ta mua về chúng ta vừa có giống vừa chơi qua trong cái đợt này luôn, rất là thuận lợi. Và đặc biệt là cây nhú cửa thì chúng ta vận chuyển không có bị hư đó, chứ không thôi là nó sẽ bị gãy vào bông các bạn ha. Để mình mở cái hình qua phi điệp vàng để mình cho các bạn xem luôn nhé. Đây các bạn, cây này có một đặc trưng rất là hay của nó nữa là cái bộ lá của nó đi theo bông luôn mà. Đây các bạn ha, đây lá rủ xuống, nếu trồng thòng xuống bộ lá xếp rất là đẹp, và hoa của nó đi dọc theo thân không có bị rụng lá, làm cho nó xếp lớp bông nó nổi trên lá đẹp lắm các bạn ha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn có mua liên lạc với công ty mình nha, cảm ơn các bạn.